Ok, rồi. Nếu con là Chúa Giêsu thì nói ở cha của ta trên trời. Câu này cũng vừa mới nói cha của ta ở cùng với ta mà. Nè, cha của ta ở cùng với ta, cha ta làm chứng cho ta. Bây giờ hỏi cha ngươi đâu? Con trả lời cha con trên trời. Thì mấy người kia đâu có hiểu. Dạ là thì con có đọc qua văn này thì con thấy cái câu trả lời đúng nhất là nếu mà người không biết ta thì người không biết cha ta. Ừ. Ngươi chẳng biết ta và ngươi cũng chẳng biết cha ta, bởi vì nếu ngươi biết ta thì ngươi sẽ biết cha ta. Vậy thì cái câu trả lời của Chúa Giêsu có liên quan gì đến câu hỏi này không? Dạ dạ học Thế thì con thấy sao? Thì rõ ràng á, Chúa Giêsu luôn luôn ẩn ý trong những cái bài giảng của Ngài. Đây chính là cái phương pháp của những người thầy Do Thái khi mà họ dạy, là họ không bao giờ trả lời trực tiếp cái câu hỏi, mà một là họ trả lời bằng hỏi một câu hỏi khác, hai là họ dùng những cái ẩn ý. Thế giờ họ hỏi cha Ngài đâu, ai là cha Ngài, nhưng mà tại vì họ biết á, có một số người trong họ biết Chúa Giêsu là con của bà Mary, mà bà Mary này mang thai Chúa Giêsu trước khi bà Mary đến với ông Joseph. Nhớ nhớ. Cho nên họ cha của người ở đâu á, là mấy người này đang hỏi về, họ nghi ngờ Chúa Giêsu là con của một người ngoại bang nào đó, mà bà Mary bà ăn ở tầm bậy tầm bạ cho nên mới sinh ra Chúa Giêsu. Thấy chưa? Đó chính là cái nghi ngờ của họ. Cho nên họ mới hỏi là cha của Ngài đâu. Thấy chưa? Chính vì họ nghi ngờ, sự nghi ngờ của họ là do là họ không có tin Chúa, họ không có biết Chúa Giêsu là ai hết. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là bởi vì ngươi không biết ta nè, cho nên ngươi cũng chẳng biết cha ta. Vì nếu ngươi biết ta thì ngươi đã biết cha ta rồi. Đó, thế thì Chúa Giêsu ẩn ý về cái sự không tin kính của họ, không không tin về cái virgin birth của Chúa Giêsu, là virgin conception đó, là cái sự thọ thai của một người nữ đồng trinh đến từ Đức Chúa Trời. Rồi, thì những lời này Chúa Giêsu nói tại cái treasury, là tại cái nơi để kho chứa, rồi là nơi mà đó là của những người nữ, rồi cũng như Ngài dạy ở trong đền thờ thì Ngài cũng dạy giống y chang vậy. Nhưng mà không có ai bắt Ngài hết vì thì giờ của Ngài chưa đến. Thì giờ Ngài bị bắt, bị đánh đập, bị chết đó, chưa đến. Thì lúc này Chúa Giêsu mới giảng tiếp: ta đi con đường của ta, và các ngươi sẽ tìm kiếm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Ta đi đâu thì các ngươi không đến được. Thì đây có phải là lần lần đầu tiên Chúa Giêsu nói câu này không? Không, lần hai rồi. Nhớ không, lần trước mình nói Chúa Giêsu nói câu này: ta đi, các ngươi tìm kiếm ta sẽ tìm không được đó. Thì mấy người thầy Do Thái, giờ thầy Pharisee, họ nghĩ cái gì? Không lẽ người này đi vô những người dân ngoại sao, go to the Gentile sao, làm sao mà chúng ngày đến đó rồi chúng tôi tìm không không được, ý ngài là ý sao? Thế giờ rồi, nhưng bây giờ họ lại nghĩ khác. Ủa, ngài không lẽ hắn sẽ tự tự tử sao? He kill himself, là hắn lẽ hắn tự tử sao? Bởi vì hắn nói là khi mà ta đi đâu thì các ngươi không thể đi theo. Rồi. Tiếp tục, ngài mới giải thích. Rồi, ngài mới giải thích cái ý nghĩ của thầy của ngài là ngài đi đâu. Ngài nói là ngài đi đâu? Có phải ngài đi tự tử không? Không, ngài giải thích nè. Ta đúng rồi, chính xác. Ngài đi lên thiên đàng, vì các ngươi thuộc ở dưới đất, còn ta thuộc về thiên địa thiên đàng. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Thì rõ ràng là Ngài nói Ngài lên thiên đàng. Rồi, ta nói rằng với các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình, vì các ngươi không tin rằng ta là đấng đó, là đấng Messiah, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Thì khi đó họ nói với Ngài rằng: Ngài là ai?
Rồi, một lần nữa. Theo con, nếu con là Chúa Giêsu mà người ta hỏi Ngài là ai thì câu trả lời của con là sao? Thì cũng giống như cái sự ta vừa mới nói. Là sao? Nói vậy hả? Ta vừa mới nói rồi hả? Thì nếu mà ngươi không tin ta là đứng đó thì ngươi sẽ chết trong tội lỗi, ta mới nói gì đó. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu, người ta hỏi Ngài là ai, Ngài là đấng đó là đấng nào, Ngài là ai, who are you? Ta là đứng ô không, không, ta là gì đó. Đúng không? Nếu mình là Chúa Giêsu trong trường hợp đó thì mình sẽ trả lời thẳng thắn: Ta là đấng Messiah, ta là con của Đức Chúa Trời, đến đây để chết thay cho tội các người. Nếu mà Chúa Giêsu nói như vậy thì nó có phải là rõ ràng dễ hiểu không? Đúng không? Nhưng mà thế sao, tại sao Chúa Giêsu lại cứ đánh một vòng, Chúa đến một vòng như thế này? Này, bởi vì ta đã nói với các ngươi ngay từ thuở ban đầu rồi. Có nhiều điều ta muốn nói và đoán xét các ngươi. Nhưng mà đấng đã gửi ta đi là lẽ thật. Ta nói với thế gian những thứ mà ta đã nghe từ Ngài. Vậy thì nó có trả lời được cho cái câu hỏi Ngài là ai không? Này có. Rồi trả lời chỗ nào? Dạ câu 26. Vậy trả lời Ngài là ai, là Ngài là ai? Ngài là đấng Messiah. Đâu có, Ngài là đấng tiên tri. Tại vì chỗ À, này Ngài là nè, đấng tiên tri. tại vì người này thuật lại những lời mà đấng đã gửi Ngài đi. Đấng đã gửi Ngài đi là Cha trên trời, là Đức Chúa Trời. Ngài thuật lại những lời mà Cha đã gửi, đã nói cho Ngài, thì đó chính là tiên tri. Tiên tri là tức là người mà nói ra những lời của Đức Chúa Trời, là đấng tiên tri. Đúng chưa? Thì Ngài nói rõ ràng là Ngài là đấng tiên tri. Vậy thì cái đó chính là cách giảng dạy của Chúa Giêsu đó. Ngài dùng những cái ẩn ý, tiếng Anh là alluded, là ẩn ý. Thì chúng ta phải đọc chậm chậm chúng ta mới hiểu được. Rồi. Nhưng mà còn bọn họ thì chẳng hiểu. Bởi vì Ngài lúc nào Ngài cũng nói về cha của Ngài. Cha, 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 cha. À, lúc nào cũng nói về cha, đấng gửi ta đi, cha đấng gửi ta đi, à, những lời cha nói với ta thì ta sẽ nói với các người. Chúa Giêsu luôn nói về một người cha mà người họ không biết cha đó là cha nào, đúng chưa? Họ hoàn toàn không hiểu. Rồi, tiếp theo Chúa Giêsu nói với họ: khi mà con người được nâng lên, lifted up là được nâng lên, thì các ngươi sẽ biết ta là đấng đó. Những gì ta không làm bởi chính ta, nhưng mà làm bởi cha ta đã dạy ta, và nói những điều ta nói những điều này. Và đấng đã sai ta thì luôn ở cùng với ta. Cha ta không bỏ ta một mình, và ta luôn làm những điều mà làm cho cha ta hài lòng. Rồi, bắt đầu. Khi Ngài nói những điều này, những lời này, nhiều người tin vào Ngài. Thế này nó có khác hồi nãy không? Hồi nãy là họ không hiểu gì hết. Còn sau đó khi Ngài nói cái câu này xong, thì có nhiều người tin vào Ngài. Rồi, sau khi có nhiều người tin Ngài xong thì Ngài lại nói với những người tin Ngài. Đây. Sau đó Ngài nói với những người Jews, là những người Do Thái á, là những người đã tin Ngài, vừa mới tin Ngài xong đó. Nếu ngươi tiếp tục trong lời của ta thì ngươi là môn đồ của ta. Ngươi sẽ được biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng ngươi tự do. Thì họ mới hỏi là
chúng tôi là con cháu của Abraham thì có bao giờ nằm ở trong cái bondage làm nô lệ của ai đâu mà nói là chúng tôi tự do. Chúa Giêsu nói rằng ta nói cùng các ngươi, những ai mà phạm tội đều là nô lệ của tội lỗi, và những ai ở trong những nô lệ nô tài thì sẽ không ở trong nhà đó mãi mãi, nhưng mà con cái thì mở trong nhà đó mãi mãi. Và nếu như con cái làm cho ngươi được tự do thì ngươi sẽ được tự do thật. Ta biết các ngươi là dòng giống của Abraham, nhưng các ngươi tìm kiếm giết ta bởi vì lời ta không có trong các ngươi. Ta nói cho các ngươi những điều mà ta đã thấy từ cha ta, ngươi làm những điều mà ngươi thấy từ cha ngươi. Nào, giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-si này có một cái khoảng cách rất là xa. Xa ở chỗ nào? Ở bên này là Jesus, bên này là những người Jews. Rồi, sao mà cái này nó cứ dướng dưới dướng bận hoài tức quá. Rồi thì nó có một cái vách tường ngăn cản ở giữa. Ok, những lời của Chúa Giêsu, His word is spirit. Nào, đây là điều căn bản nhất khi mà con học kinh thánh về lời Chúa Giêsu. Ngài luôn nói lời của ta là spirit. Ok, but the Jews they don't understand spirit. Okay, they only think about flesh. Okay, so this is a problem. Đây là vấn đề. Bản chất của con người ta thì luôn luôn nghĩ về thức ăn. Okay, về về flesh, về thể xác. Còn lời của Chúa Giêsu là lời về lẽ thật. Rồi, ví dụ như Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari, con nhớ không? Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari là ngươi mà xin nước ta cho, nước ta cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. Thấy chưa? Thì người phụ nữ đó nghĩ gì? Ơi, cái nước đó đã vậy ta, cho tôi xin nước đó đi để cho tôi không có ra ngoài tôi muốn nước tôi uống nữa. Đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu nói cái nước đó là gì? Đó chính là nói về Đức Thánh Linh. Khát đó là gì? Khát đó chính là thèm khát một sự công bình, thèm khát một điều hoàn hảo. Đúng chưa? Có Đức Thánh Linh rồi thì không còn cần một cái điều nào hoàn hảo hơn nữa, không cần một cái tôn giáo nào hoàn hảo hơn nữa. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo là người ông Nicodemus, ông mà đến với Chúa Giêsu vào ban đêm trong răng đoạn 3 đó, con nhớ không? Chúa Giêsu nói là ngươi phải sinh lại, ngươi phải sanh lại thì mới được vào nước thiên đàng. Thì ông này ông nghĩ là gì? À, làm sao mà chui vô bụng mẹ sinh lại làm được? Thấy chưa? Họ không bao giờ hiểu được spirit, họ chỉ nghĩ về thể xác thôi. Một lần nữa ở trong răng đoạn 8, Chúa Giêsu nói về nói về cái gì? Nói về cái lẽ thật. Ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ làm cho ngươi được tự do. Ý của Chúa Giêsu là sao? Tự do là tự do về linh hồn, đúng không? Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được tự do về linh hồn, chúng ta không có còn nằm ở dưới tội lỗi nữa. Chúng ta không thuộc về địa ngục nữa, chúng ta được tự do khỏi tội lỗi. Đó. Nhưng mà họ cứ nghĩ về bị tù đầy. Ủa, tôi có bao giờ tôi bị tù đầy đâu, đúng không? Họ nghĩ lên về thể xác. Đó là một cái khoảng cách, một cái bức tường cực kỳ lớn, và nó dẫn đến cái sự mù mờ ở trong kinh thánh là nằm đây nè, cái bức tường cực kỳ lớn. Chúa Giêsu luôn nói về spirit,
còn họ luôn nghĩ về thể xác. Đó, đó chính là hai cái vấn đề xảy ra đó. Chúa Giêsu nói cha của ta, ví dụ cha của ta. Và chúng ta biết Đức Chúa Trời là Thánh Linh đúng không? Father. God is spirit, who they worship God worship in spirit and truth. Đó là lời của Chúa Giêsu, toàn là Thánh Linh. Cái người này còn mấy người này hỏi cha về thể xác, vậy cha người ở đâu? Chỉ cho chúng tôi coi. Thấy giờ họ toàn nghĩ về thể xác và nó có một cái khoảng cách vô hình nào đó lớn giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Người Do Thái hoàn toàn mù mù quáng về tâm linh, họ chỉ nghĩ về thể xác thôi. Rồi tiếp theo một vấn đề nữa, đó chính là dòng dõi của Abraham. Người Do Thái họ tự hào họ là dòng dõi của Abraham trong thể xác, đúng không? Ủa, con nó mất tiêu rồi. Con đây thầy ơi. Rồi, con hiểu không? Người Do Dạ. Thái tự hào họ về là Abraham trong thể xác. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói á, các ngươi là con cháu Abraham trong thể xác, nhưng mà các ngươi không phải là con cháu của Abraham. Các ngươi là con cháu của cha các ngươi. Cha các ngươi là ai? Vì cha các ngươi là ma quỷ. Này, họ nói nè, Abraham là cha của chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu nói không, nếu các ngươi là con cháu của Abraham thì các ngươi đã làm công việc của Abraham rồi, nhưng mà các ngươi tìm cớ để giết ta, vì ta đã nói với các ngươi lẽ thật, ta đã nghe từ Đức Chúa Trời, vì vậy các ngươi không làm công việc của Abraham. Ngươi là con cháu của cha ngươi. Rồi lúc này họ bị sỉ nhục, họ mới nói, họ nói nè, hai nhìn thì họ họ nói nè, họ nói nặng lắm nha, chúng tôi không phải sinh ra bởi sự tà dâm fornication, chúng tôi chỉ có một Đức Chúa Trời, một cha là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ghê chưa? Đố con họ đang ám chỉ ai vậy? Để Đức Chúa Trời. Cái câu này nè, chúng tôi không phải được sinh ra bởi sự tà dâm nè, họ đang ám Đức chỉ Chúa gì? Giêsu Christ. Ừ đúng rồi, họ đang ám chỉ Chúa Giêsu Christ. Vì họ nói là Chúa Giêsu là đến từ bà Mary và Mary có thai trước khi đám cưới. Đó cho nên họ ám chỉ Chúa Giêsu và họ nói là chúng tôi là không phải sinh bởi tà dâm, chúng tôi có một đức cha và một Đức Chúa Trời thôi. Thấy giờ. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói, không, con thấy về phần họ, họ luôn chỉ nhìn về phần xác thôi. Họ luôn nhìn về phần xác, họ không biết gì về Thánh Linh hết. Chúa Giêsu nói, nếu Đức Chúa Trời là cha các ngươi, ngươi đã yêu ta rồi, bởi vì ta đến từ Ngài và ta đã ra từ Ngài và đến từ Ngài. Ta không ra bởi ta, nhưng mà Ngài đã gửi ta. Các ngươi không hiểu lời của ta. Tại sao các ngươi không hiểu lời của ta? Tại sao? Bởi vì ngươi không nghe lời của ta. Ngươi là con cái của cha ngươi là ma quỷ. Hay giờ. Chúa Giêsu nói thẳng luôn giờ. Chúa Giêsu nói những người Do Thái này nè, những người Do Thái này nè, họ tự hào họ là dòng dõi của Abraham, con cháu của Abraham. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói không, ngươi không phải đâu. Cha của ngươi là ma quỷ. Vậy thì thực chất những người Do Thái này theo về thể xác á, theo về thể xác là họ là con cháu của Abraham. Được chưa? Nhưng mà theo về linh á, họ là con cháu của ma quỷ. Và Chúa Giêsu chỉ quan trọng cái phần linh này mà thôi. Chúa Giêsu chỉ nói về linh mà thôi chứ không quan trọng cái phần xác. Điều đó có nghĩa gì? Ngày hôm nay có nhiều người nói, ơi, tôi tin Chúa từ nhỏ rồi, từ tại vì ba mẹ tôi tin Chúa cho nên tôi cũng là người tin Chúa. Ba mẹ tôi lên thiên đàng cho nên tôi cũng là người lên thiên đàng. Theo con cách nói như vậy đúng không? Dạ không sai hoàn toàn. À, sai hoàn toàn.
Tại vì sao? Tại vì mỗi linh hồn là chúng ta hoàn toàn độc lập với nhau. Chúng ta là con cái ba mẹ trong thể xác, nhưng mà đâu phải là con cái ba mẹ trong trong cái thánh linh đâu, đúng không? Kinh Thánh nói là chúng ta không gọi ai bằng cha, vì chúng ta chỉ có một cha ở trên trời, là Chúa Giêsu đang nói về cái linh nè, thánh linh này nè, thánh linh nè. Chúng ta có ba phần đúng không? Phần linh, phần xác và phần thịt đúng không? Phần xác của chúng ta là con cái của ba mẹ, phần hồn của chúng ta cũng là con cái của ba mẹ, nhưng mà phần linh thì lại không phải. Phần linh là con cái của Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho mỗi chúng ta. Thế thì nếu mà một người không tin Chúa, một người không tin Chúa đó, thì cái phần linh đó là đi theo ma quỷ và phần hồn đó đi theo ma quỷ, cho nên hồn linh là thuộc là con cái của ma quỷ hết đó. Và cho nên về trời hay không về trời là đâu phải có cái thể xác này về trời đâu, cái linh hồn của chúng ta mới gọi là về trời. Vậy cái linh hồn đó vẫn thuộc về ma quỷ. Nào, theo con, OK, mục đích của việc nói chuyện là để làm gì? What is the purpose of communication? Để hiểu nhau Giao, hơn à. đúng rồi, chính xác. Giao tiếp là để hiểu nhau, đúng không? Câu hỏi của thầy là tại sao Chúa Giêsu không dùng lời nào dễ hiểu hơn cho người Do Thái? Chúa Giêsu Ngài hoàn toàn có thể nói ta không nói về thể xác, ta đang nói về thánh linh. Thể xác các ngươi giống như là con cháu của Abraham, nhưng mà linh của các ngươi thì không phải, vì các ngươi không tin ta. Chúa Giêsu không có giải thích rõ ràng giống như thầy giải thích với các con. Tại sao Chúa Giêsu không giải thích rõ ràng dễ hiểu cho họ, mà toàn bộ cái câu chuyện từ trên xuống dưới Chúa Giêsu đi một đàn, họ đi một nẻo, đúng không? Có nhìn thấy cả câu chuyện từ trên xuống dưới Chúa Giêsu đang nói về phần linh, họ nói về phần xác, cứ thế mà họ cứ nói qua nói lại, nói qua nói lại, cuối cùng không ai hiểu ai hết, đúng không? Thế thì mục đích của giao tiếp là để hiểu nhau, thì tại sao Chúa Giêsu lại không dùng lời nào để dễ hiểu hơn cho mấy người Do Thái đó? Con suy nghĩ xem. Sao con ra được câu trả lời chưa? Suy nghĩ được chưa? Vậy chưa? Nếu mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian mà đã chứng minh cho mọi người biết ta là Chúa, ta là đấng Messiah, ta là đấng cứu các ngươi, thì coi Ngài có thể dùng những lời dễ hiểu hơn để cho ta hiểu chứ. Tại sao Ngài cứ nói những điều khó khăn vậy? Rồi, tại sao nè? Cho thầy một lý do thôi, thử một lý do xem. Là do là Giêsu dùng cái người ta dịch ra cái tiếng Anh cổ á. Sao? Tại sao, tại sao? Đâu Mẹ con đâu muốn nói đâu gì? chị thử trả lời là quý hả, coi có đúng không nha. Ok. Tại vì có nghĩa là Chúa Giêsu cứ nói chuyện về linh, còn họ thì không hiểu về hồn, có nghĩa là họ ngay từ đầu là Đức Chúa Trời không có chọn họ cho Chúa Giêsu. Có nghĩa là cái linh á, có nghĩa là ngay từ đầu trước khi sáng thế là Chúa Đức Chúa Trời đã chọn cái người nào đó rồi,
Thì khi mà họ nghe Chúa Giêsu nói là họ hiểu, vì giống như là cái linh đó, họ biết được cái điều đó, họ hiểu. Còn mấy cái người này á, là từ hồi xa xưa lại không có được chọn, cho nên là có nói họ cũng không hiểu, không biết có đúng không. Rồi tắt bớt đi nha. Rồi, vậy thì theo cái ý của chị đó là Chúa nói những điều để họ không hiểu bởi vì Chúa chọn trước. Tức là Đức Chúa Trời chọn trước. Ai mà Đức Chúa Trời chọn trước thì người đó hiểu. Còn ai mà Đức Chúa Trời không chọn trước á, thì người đó không hiểu. Đúng không? Hồi nãy chị nói vậy mà. Như nếu như vậy á thì nó dường như là không công bằng này. Đúng không? Không công bằng này. Chúa không công bằng này, tự nhiên sao tự nhiên Chúa chọn mấy người để cho người ta không hiểu, rồi tôi Chúa người nào không chọn cái không hiểu. Rồi đây không phải là câu trả lời, tại vì nếu như mình trả lời như thế này thì giống như làm coi là Đức Chúa Trời không công bằng, chỉ chọn những người nào mà Ngài thích, Ngài thích ai thì chọn người đó, Ngài muốn cứu người nào thì cứu người đó, thì dường như Đức Chúa Trời không công bằng. Ok, sự chọn trước của Chúa được hiểu theo một cái nghĩa khác chứ không hiểu theo nghĩa như thế này được. Ok, hôm nào mình sẽ giảng về sự chọn trước của Chúa nhưng không thể hiểu theo nghĩa như thế này. Rồi bây giờ hiểu như thế nào đây? Thứ nhất, Chúa đã nói rằng lời ta là linh. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã nói điều này trước rồi. Ok, trong sách Giăng mà chúng ta biết Chúa Giêsu nói lời của ta là linh. Ok, Đức Chúa Trời là linh, Ngài đã nói rồi. Ok, và con người ta là thể xác, cho con người ta không thể hiểu được, được chưa? Không thể hiểu được, tức là bản thân con người không thể hiểu được. Vậy thì có những người nào tin Chúa không? Có, mình nhớ người nữ ở thành Samaria không? Samari mà Chúa Giêsu gặp ở bên cái giếng đó, người này tin Chúa không? Có, và rất nhiều người ở thành Samari thì họ tin Chúa. Họ tin Chúa bằng gì? Bằng đức tin. Và đức tin là gì? Đức tin là tin mà không thấy, không hiểu. Đó mới là đức tin. Rồi, đối với con người ta thì người ta muốn thấy, muốn hiểu rồi mới tin. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì ngươi hãy tin rồi ngươi mới thấy, mới hiểu. Đó là kế hoạch của Chúa. Đây luôn luôn là kế hoạch của Chúa. Kế hoạch của Chúa là hãy tin rồi sẽ thấy, sẽ hiểu. Đây luôn luôn là kế hoạch của Chúa. Trong Roma, trong sách Roma đoạn 1, người công bình sống bởi, trong sách Roma đoạn 1 nếu mà thầy nhớ không Tin lầm, đúng rồi, trong câu số 17 thì sao đó, đúng rồi. Có phải là người công bình sống nhờ sự hiểu biết không? Không, như có chép rằng người công bình sống bởi đức tin. Thấy chưa? Thế thì kế hoạch của Chúa luôn luôn tin rồi sẽ thấy, sẽ hiểu. Còn ý muốn của người ta là thấy, hiểu rồi mới tin. Vì vậy cho nên cái câu chuyện giữa Chúa Giêsu và người Juda, người Do Thái, người Jews luôn luôn có sự đối lập. Vì người Jew luôn luôn muốn thấy, muốn hiểu trước rồi mới tin. Còn Chúa Giêsu không, ta không thể giải thích cho các ngươi được, ta không muốn giải thích cho các ngươi luôn, ta cũng không hạ tiêu chuẩn của mình luôn, vì đó không phải là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là các ngươi hãy tin đi rồi các ngươi mới hiểu mới thấy, đúng chưa? Hồi thầy mới tin Chúa, thầy không bao giờ hiểu được thế nào là Đức Chúa Trời ba ngôi. Thầy đọc tới cái phần sáng thế ký á, thầy mù mờ ngay chỗ đó luôn, mà người ta mấy người ta giảng thầy không thể nào hiểu được, vì thầy là một dân khoa học, rồi sự tồn tại rồi quyền năng của Chúa rồi không thể nào mà hiểu được. Ok, nhưng quan trọng là mình tin đó, nhưng bây giờ mình mới hiểu.
Mình tin đi rồi mình sẽ thấy, rồi mình tin đi rồi mình sẽ hiểu. Được chưa? Rồi ví dụ như sự sanh lại, Chúa Giêsu nói người này phải sanh lại. Sanh lại thì mới được vào nước thiên đàng. Ông thầy dạy luật muốn thấy, muốn hiểu làm sao người ta mới thấy sinh lại được. Rồi Chúa Giêsu mới giải thích. À, giống như gió vậy. Người nghe tiếng gió nhưng mà người không biết gió đến từ đâu và đi về đâu, thì linh cũng như vậy. Cái ông thầy dạy luật đó kỳ vậy, làm sao mà điều này có thể xảy ra được. Thấy giờ cuối cùng ông đi về, ông không hiểu gì hết trơn. Rồi trong cái đêm gặp mặt với Chúa Giêsu, ông không hiểu gì hết đó. Còn những người này Samari và những người đơn giản ở đây, họ tin Chúa đó. Họ tin Chúa rồi từ từ Chúa mới cho chúng ta. Thế thì Chúa Giêsu biết trước mọi thời đại, Chúa Giêsu viết những điều này cho những ai tìm kiếm Ngài. Ok, cho nên mới có bài hát là Take Time to be Holy. Kinh Thánh không phải là một cái quyển sách mà chúng ta chỉ đọc lướt qua một lần cái chúng ta hiểu, đọc từ đầu chí đuôi, đọc liên tục cái chúng ta hiểu. Không, chúng ta đọc từ 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 và chúng ta suy ngẫm. Ok, thầy á thì thầy không có thích đọc quyển sách mà giống như Kinh Thánh, mà giống như đọc một năm, cố gắng đọc cho một một lần, đọc cho hết một năm ở gì ta, một năm đọc cho hết Kinh Thánh một lần. Thầy chưa bao làm như vậy, chưa bao giờ làm như vậy luôn, tại vì thầy cũng thích làm như vậy luôn. Vì mỗi lần thầy làm như vậy là giống như là mày cố gắng nuốt hết nguyên một con vịt trong một lần ăn vậy. Ăn gì nổi, nghĩ sao mà ngồi xuống cái đọc hết một chương, hai chương, ba chương, ba chương. Một năm con hết xong Kinh Thánh là một ngày con phải đọc ba chương. Bằng ba chương mà ngồi xuống và đọc cái hết chương mà. Ui, có rất 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 nhiều điều nó dồn 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 vô, mà nhiều điều mình phải suy nghĩ mà làm cho mình mệt luôn á. Thì làm sao mình ăn hết con vịt được? Mình phải đọc từ 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 từ, rồi mình suy ngẫm cả ngày, rồi mình suy ngẫm về lịch sử, mình học về lịch sử, học về những cái từ khó vân vân, để mình mới có thể hiểu được. Đó. Rồi. Chỗ đâu rồi ta? Rồi tới câu số Rồi tiếp theo nữa, ngươi không phải là con cháu của Abraham, vì nếu là ngươi là con cháu Abraham thì ngươi sẽ tin ta, ok, ngươi sẽ làm việc của Abraham. Nhưng mà ngươi là con cháu của cha ngươi là ma quỷ. Đấy. Khi mà Chúa Giêsu nói đến đây là họ như thế nào? Họ tức giận, họ sùng máu lên rồi đó. Rồi. Đâu rồi, mình tới đâu rồi? Đây, tới đây. Ngươi là con cháu của cha ngươi là ma quỷ. Và cái sự lust, lust là cái sự thèm khát của cha ngươi thì ngươi sẽ làm. Hắn là một kẻ giết người từ thuở ban đầu. Ok. Rồi bây giờ chúng ta, con có thể giải thích cho thầy cái câu hắn là kẻ giết người từ thuở ban đầu. Rồi con giải thích cho thầy câu này. Ban đầu là từ Adam với Eva thì là hắn là người khiến cho người ta phạm tội và cái linh là cái linh nó chết. Rồi, chính xác. Rất là giỏi. Thế thì hắn là người đã cám dỗ Adam và Eva và làm cho Adam và Eva chết về phần linh của mình. Đó. Rồi, và không có lẽ thật ở trong hắn. Và vì hắn luôn luôn nói về sự nói dối. Okay. Tự nói về những điều mình suy nghĩ ra, và hắn là kẻ nói dối và cha của những điều đó. Bởi vì ta nói với các ngươi lẽ thật, cho nên các ngươi không tin. Một người nào mà thích nghe sự nói dối thì người ta không có thích nghe về lẽ thật. Một người thích nào sự nói dối thì không thích về lẽ thật. Nhưng nếu trong các ngươi có ai được convince, là bị thuyết phục về tội lỗi của chính mình chưa?
Và nếu ta nói lẽ thật thì tại sao các ngươi không tin ta? Rồi, thầy lấy một cái ví dụ trong Kinh Thánh mà thầy học, thầy nhớ là ở cái luật Do Thái đó, là khi một người mà bị bệnh phung, con biết bệnh phung không? Bệnh phong hủi á, là mà bây giờ ta kêu là bệnh phong cùi á, hồi xưa không có thuốc trị á, thì những con người đó khi mà đi ra ngoài đường á thì phải đi xa những người khác, và khi người khác mà đi gần gần tới mình á thì người này phải la lên unclean unclean, là tôi là dơ giấy, tôi là dơ giấy, tôi là dơ giấy, để cho người ta biết và người ta né ra. Đó là luật nha, luật nha. Thế thì cái việc mà bị phong hủi ngày xưa á, nó là biểu tượng của tội lỗi và sự rủa xả của Đức Chúa Trời, cho nên họ bị tội lỗi và bị đuổi đi. Và nếu như con áp dụng điều đó cho đến ngày hôm nay, tất cả những người nào mà phạm tội khi đi ra ngoài đường thì nói là tôi là người phạm tội, tôi là người phạm tội, tôi là người phạm tội, thì theo con người ta có chịu làm không? Dạ không ạ. Không. Tại sao vậy? Dạ xấu hổ rồi. Tại tại vì xấu hổ hả? Không. Tại vì nếu mà làm như vậy thì xấu hổ quá, tội nhiều nên họ chấp nhận, tội nhiều nên thành vô tội. Thầy ơi, thầy nói ý nghĩa là sao vậy? Khi mà con đi làm chứng với người ta, con luôn nói là anh là người, anh có chấp nhận anh là người có tội không? Cái câu trả lời của họ luôn luôn là người ai mà chẳng có tội. Họ luôn nói cái câu đó đó, đó. Anh có phải là người có tội không? Ôi, là người ai cũng có tội, ít nhiều thôi, ai không có tội. Mà nếu người có tội là gì? Là tội nhân. Anh có chấp nhận anh là tội nhân không? Bắt đầu họ chuyển mặt rồi đó, họ thay đổi cái sắc mặt rồi. Gì tội nhân, là bắt đầu họ thay đổi sắc mặt rồi đó. Thấy giờ, bởi vì họ quá nhiều tội cho nên họ quay quay để thầy đọc cho con cái câu, họ quá nhiều tội cho nên họ trở thành, họ xem họ là vô tội. Rồi, của một cái mục sư tin lành, họ đăng lên trên Facebook, Trương Thiên Tín, để thầy đọc cho con khúc này. Wait. Sao mà chậm như vậy này? Đâu rồi? Đây. Đây, 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 đây. Sao tự nhiên nhảy xuống vậy? Nè. Đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Chào mừng bạn đến thế kỷ 21. Nơi sex thì miễn phí, còn tình yêu thì đắt đỏ. Nơi mất smartphone thì đau lòng hơn là mất sự trong trắng. Nơi cái gọi là hiện đại nghĩa là bạn phải khoe thân thể mình. Nơi nếu bạn không hút thuốc, uống rượu bia thì xem là kẻ nhà quê. Nơi đàn ông thì tán tỉnh và buông những lời nhận xét khiếm nhã, còn các cô gái thì thích thú. Nơi người dối trá trở thành kẻ thành công, người chân thành bị xem là khờ dại. Nơi mà đền thờ thiêng liêng trở thành nơi buôn bán thần thánh. Nơi mà những lời dối trá thành sự thật chỉ vì nhiều người tin theo nó. Nơi phụ nữ và đàn ông độc thân sợ mang thai hơn là bệnh HIV. Nơi mà fast food thì ship nhanh hơn là gọi xe cấp cứu. Nơi người ta sợ trộm cướp khủng bố hơn là sợ hình phạt của Thiên Chúa.
Nơi mà bề ngoài quần áo sẽ quyết định giá trị con người của người ta. Nơi tiền quan trọng hơn gia đình và bạn bè. Nơi mà lũ trẻ sẵn sàng từ bỏ tình yêu gia đình để sống với sở thích cá nhân. Nơi mà đàn ông sợ kết hôn nhưng lại thích sex. Nơi mà người ta không cố gắng xây dựng hôn nhân và luôn tìm cách phá hủy nó. Đó là cái thế kỷ 21 đó. Người ta sống riết trong tội lỗi rồi, cho nên họ trở thành cái bình thường. Lúc đầu á, thì BD nó ít quá. Trên thế gian này BD, ở Việt Nam BD nó ít, cho nên người ta phản đối BD, phản đối BD. Cái BD nó càng ngày càng nhiều, càng nhiều lên, cái cuối cùng nó hết phản đối. Đã ra luật, chấp nhận BD. Còn thấy chưa? Cái cuối cùng ai cũng chấp nhận BD, cho nó lên quảng cáo TV, cho nó lên mấy cái chương trình truyền hình, nó cũng đóng giả BD luôn. Nó trở thành cái mốt, cái trend luôn. Tội nhiều quá cái người ta chấp nhận, cái trở thành là cái chấp nhận trở thành vô tội. Cái đó là cái thế gian đó. À. Rồi, chúng ta quay lại bài. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói những lời chúng ta, các ngươi ai bị thuyết phục bởi tội lỗi? Bởi vì ta nói lẽ thật, các ngươi không có tin nữa. Nhưng ai mà nghe lời của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không nghe họ, bởi vì ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Lúc đó những người Do Thái mà nói với họ: "We are not well that thou art a Samaritan." Chúng ta không biết rõ rằng ngươi là người Samaritan, có một con quỷ, thì ngươi có quỷ này. Chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám há không phải sao? Lúc này họ họ chuyển sang một cách bực mình rồi. Và con hiểu cái từ Samaritan này không? Samaritan là nó chỉ về một nhóm người, và cái nhóm người đó là cái nhóm người ngoại, và giữa cái dân Do Thái mà đi kết hôn với cái dân ngoại, và người Do Thái họ ghét điều đó, họ cắt biệt, họ tách ra. Và họ thấy Chúa Giêsu là đến từ cái bà Mary, là người Do Thái rồi, nhưng mà cha lại không biết. Mà Chúa Giêsu lại đến trong cái vùng Samaritan và giảng ở trong đó, giảng ở vùng Samaritan mấy ngày luôn, 3 4 ngày luôn. Chính vì vậy cho nên họ nói với Chúa Giêsu là người Samaritan, là người dân ngoại, người gớm ghiếc và người bị quỷ nhập. Thấy chưa? Họ kinh khủng chưa? Thì lúc Chúa Giêsu mới nói: "Ta không có ma quỷ, nhưng ta tôn vinh cha của ta, nhưng các ngươi lại dishonor me, khinh dễ khinh thường ta. Ta không tìm vinh hiển của riêng ta, nhưng mà có một đấng sẽ tìm kiếm và đoán xét các ngươi. Thật sự ta nói với các ngươi rằng, nếu một người mà giữ lời của ta thì người này sẽ không bao giờ thấy sự chết." Theo con thì một người giữ lời Chúa không bao giờ thấy sự chết, hay là sự chết về gì? Một người mà giữ lời của Chúa thì sẽ không bao giờ thấy sự chết. Chúa đang nói về điều gì? Chúa đang ám chỉ điều gì? Dạ ám chỉ là sao ạ? Là ý của Chúa là sao? Tại sao Chúa nói là những ai mà giữ lời của ta thì sẽ không bao giờ thấy sự chết? Tại vì luôn luôn có lời Chúa trong lòng, thì cái tâm linh mỗi lần mà mình có làm cái gì sai thì mình có Chúa để Chúa nhắc nhở mình, để cái tâm linh không bị chết. Cái tâm linh không bị chết hả? Ok. Chết trong Kinh Thánh nó chính là sự chia cắt. Ok. Sự chia cắt bữa thầy giảng rồi đó.
Rồi, những ai mà giữ lời Chúa, những ai mà giữ lời Chúa và thì Đức Thánh Linh ở trong họ thì không bao giờ có sự chia cắt khỏi chia cắt Đức Thánh Linh khỏi họ. Ok, khi mà Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, một người tin Chúa thật sự á, thì Đức Thánh Linh luôn ở trong lòng chúng ta và Đức Thánh Linh không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ok, thì Ngài chính là sự sống và Ngài ở trong chúng ta và Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Đó chính là lời hứa của Ngài. Ngài lặp đi lặp lại rất nhiều lần và đó chính là sự sống. Còn chết là gì? Chết chỉ qua là sự chia cắt. Sự chia cắt giữa đâu? Giữa Đức Thánh Linh và linh hồn con người. Những người không tin Chúa thì Đức Thánh Linh không có ở trong họ, tức là họ bị chia cắt giữa Đức Thánh Linh và con người và linh hồn của con người và bản thân con người. Chính vì vậy cho nên họ chết. Còn chúng ta sống bởi vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Được chưa? Rồi lúc đó thì những người Do Thái nói rằng chúng ta biết người có ma quỷ. Tại sao? Vì Abraham chết kìa. Và mấy cái nhà tiên tri có ông nào sống đến bây giờ đâu mà ông nói là ai mà giữ lời Chúa thì sẽ sống, ai giữ lời Chúa thì sống. Đúng chưa? Thế thì họ đang nói về sự chết gì? Thể xác. Đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu có nói về chết thể xác không? Không. Chúa Giêsu không bao giờ quan tâm đến cái phần về thể xác. Rồi. Thấy giờ họ nói nè, người nói là ai mà giữ lời của ta thì sẽ không bao giờ chết, mà ông Abraham chết nè, rồi mấy cái nhà tiên tri chết hết trơn. Không lẽ ông vĩ đại hơn Abraham nữa hả? Nhưng mà Chúa Giêsu nói, rồi. Nếu như ta tự xưng mình thì sự tuyên xưng của ta không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà cha của ta tôn vinh ta vì đấng mà các ngươi nói Ngài là Đức Chúa Trời của các ngươi, nhưng mà các ngươi chẳng hề biết Ngài. Các ngươi nói Ngài là Đức Chúa Trời của các ngươi nhưng mà các ngươi chẳng hề biết Ngài. Vì nếu ta nói ta không biết Ngài thì ta sẽ là kẻ nói dối giống như các ngươi vậy. Nhưng mà vì ta biết Ngài cho nên ta giữ lời của Ngài. Cha của các ngươi vui mừng và thấy ta trong ngày hôm nay. Bây giờ cha của các ngươi Abraham rất vui mừng được thấy ngày của ta hôm nay. Ngài đã thấy và đã rất vui mừng. Chúa Giêsu đang nói về đâu? Abraham. Abraham có chết không con? Sam. Dạ không. Rồi, thế thì Abraham ở đâu? Ở trên thiên đàng. Rồi, ở trên Paradise, ở trên thiên đàng. Thế thì À, Abraham đâu? Paradise. Hả? Dạ, Paradise, không nhớ nhầm. Paradise. Thì ông Abraham đang ở trong Paradise và thấy. Nhưng mà những người Do Thái thì họ có nghĩ như vậy không? Họ nói, ông chưa đầy 50 tuổi mà làm sao mà ông thấy được Abraham? Thì họ đang nghĩ về điều gì? Về thể xác, đúng không? Còn Đức Chúa Giêsu đang nói về điều gì? Về linh hồn. Thế thì toàn bộ cái câu chuyện đây là hầu như là hai bên không có hiểu gì nhau hết trơn hết rồi. Một người thì nói về thể xác, còn một người thì nói về linh hồn. Chúa Giêsu nói về sự sống của thể xác, sự sống của linh hồn và sự chết của linh hồn. Còn họ thì nói về sự sống của thể xác và sự chết của thể xác. Rồi. Chúa Giêsu mới nói là thật ra nói với các ngươi, trước khi Abraham sinh ra ta đã có rồi. Thì lúc đó họ mới tức quá, họ lấy đá họ ném ngài luôn. They took up stones and throw him. Thấy chưa? Nhưng mà Chúa Giêsu ẩn ngài đi trong cái giữa những đám đông và trốn ra, và trốn ra phía sau và trốn đi. Thì giờ của ngài chưa đến. Thế thì mục đích của toàn bộ cái cuộc nói chuyện này để làm gì cuối cùng kết?
kết thúc cái cuộc nói chuyện là họ quánh nhau, Chúa họ đến họ đánh Chúa Giêsu. Vậy mục đích của Giêsu đến đền thờ để giảng làm gì mà không ai hiểu vậy? Nếu con là Chúa Giêsu, con có chịu đến để giảng không? Giảng mà không ai hiểu á, con có chịu đến để giảng không? Hả? Nói thầy nghe coi, nếu con là Chúa Giêsu thì con có chịu đến để con giảng không? Để giảng rồi cái kết cục cuối cùng là bị ném đá đó. Thì có à, tại vì nếu mà họ không hiểu thì Chúa khiến họ hiểu thôi, mình làm trọn cái phần của mình. Rồi, mặc dù bị ném đá con vẫn đến đúng không? Rồi, ok. Con nhớ nha, đó là lời của con nha. Chúa Giêsu đang lập cho chúng ta một cái ví dụ điển hình khi chúng ta đi chia sẻ lời Chúa ở bên ngoài. Khi chúng ta đi chia sẻ lời Chúa, thầy đi chia sẻ lời Chúa cho những người ở ngoài trên bờ biển, thầy đang ở Nha Trang. Thầy đi chia sẻ lời Chúa, thầy nói với họ về Chúa Giêsu. Họ không có trả lời lại giống như mấy người vì người Do Thái này đâu. Họ mà trả lời lại thì thầy dễ giải thích rồi. Họ cứ ngồi im re. Mình nói gì mình nói, họ cứ im re vậy nè. Xong rồi cái họ họ nói về, ô hôm nay biển động quá ta. Xong rồi ơi hơi bận một xíu rồi, dạ thôi tôi muốn được yên. Rồi họ gì nữa ta, một người khác thì cứ ngồi im re, tức là họ không có hiểu gì hết đó. Cái kinh nghiệm mà giống như bị ném đá thì thầy chưa bị người ta ném đá mà đánh đó thì thầy chưa bị, nhưng mà giữa cái cuộc nói chuyện giữa thầy với họ, thầy có cái cảm giác như là mình nói cái gì là giống như nước đổ đầu vịt, chứ cứ nói đại họ không có nghe, họ không có tin, họ không có gì đó. Thế thì mình phải làm không? Cứ làm thôi nè. Cái cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với họ nè, đó kết thúc trong cái thảm cảnh là họ lấy đá ném Chúa và họ cuối cùng không hiểu gì hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, ta đến đây không phải là để làm hài lòng các ngươi, ở tìm vinh hiển cho ta, để cho các ngươi tin ta là đấng Messi để ta được tăng bốc lên. Không, ta đến đây để làm công việc của cha ta, là hoàn thành ý của Ngài. Vậy bây giờ Đức Chúa Cha gửi Chúa Giêsu đi làm như vậy, thì Chúa Giêsu cũng gửi tất cả chúng ta là hội thánh, là người tin Chúa cũng làm như vậy, đi giảng lời Chúa cho những người xung quanh. Mặc kệ cho người ta có tin, không tin thì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta đã nghe và đi giảng lời Chúa. Ok, nhiệm vụ chúng ta là cứ đi và nói. Rồi là xong nhiệm vụ. Còn họ có tin Chúa như thế nào nữa, kết quả như thế nào thì hãy để điều đó cho Chúa. Ok. Rồi, trong bài học hôm nay con có câu hỏi nào không? Dạ con hiểu, nhưng mà con vẫn thấy lạ là Chúa Giêsu với họ nói cái đó, nói về chết thuộc linh, chết thuộc thể, thì không biết họ có hiểu hay không. Đó, Chúa Giêsu nói xong không biết họ có hiểu, họ có tức hay họ có làm gì không. Họ không có hiểu nè. Cuối cùng cái cuộc nói chuyện giữa họ và Chúa Giêsu là họ tức quá, vì Chúa Giêsu cứ kêu họ là con của ma quỷ, không phải con cháu của Abraham. Rồi còn họ thì nói Chúa Giêsu mày mới là con ma quỷ. Rồi hai bên chửi nhau, con thấy không? Rõ ràng nè. Nè, họ mới nói là ngươi mới là con của ma quỷ nè, ngươi có ma quỷ nè. Rồi còn Chúa Giêsu mới nói với họ, không, ngươi mới là có con ma quỷ, cha của ta là trên là Đức Chúa Trời ở trên nè, còn các ngươi không phải là con của Đức Chúa Trời nè. Cuối cùng dẫn đến cái cuộc cãi lộn, và cuối cùng họ tức quá họ mới lấy đá họ ném Chúa nè. Thấy chưa? Thấy cái kết quả của cái cuộc nói chuyện chưa? Có ai hiểu đâu. Có người nào mà hiểu là người đó chạy ra bên vực ngày rồi. Rồi, con còn thắc mắc nào nữa? Dạ không còn ạ. Ok, so let's pray. Chúng ta cầu nguyện ha. Và Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa Giêsu là Ngài làm theo ý muốn của Cha, mặc dù người ta có hiểu như thế nào không hiểu là kệ. Ngài cứ nói những điều mà Cha Ngài bảo Ngài nói, làm những điều mà Cha Ngài bảo Ngài làm. Vậy thì chúng ta cũng vậy.
ngày hôm nay chúng ta đi chia sẻ lời Chúa thì chúng ta cứ để cái kệ đi, mặc kệ cho người ta có hiểu hay là không hiểu. Chúng ta đang làm nhiệm vụ là chia sẻ lời Chúa cho mọi người. Chúa Giêsu bảo chúng ta đi thì chúng ta đi, Chúa Giêsu bảo chúng ta chia sẻ thì cứ chia sẻ, rồi người ta có hiểu hay không như thế nào đó là chuyện của người ta. Đức Thánh Linh sẽ làm cho hiểu, họ hiểu họ lời. Hãy nhớ rằng lời của Chúa sẽ convict, là thuyết phục cái tấm lòng của họ về tội lỗi của mình, chứ chúng ta không có thuyết phục, chúng ta chỉ nói lời Chúa thôi. Ok, so let's pray. Thank you Father Lord for this evening. Cảm ơn Chúa về buổi tối hôm nay, vì sự dẫn dắt của Chúa, của Cha yêu thương của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa cứu chúng con từ chợ của tội lỗi bằng huyết của Ngài. Chúa trả giá bằng huyết, bằng thịt của Ngài để cho chúng con được tự do và được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng con là con cái của Ngài và con cái của Abraham trong đức tin. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng giúp chúng con có một sự mạnh dạn giống như Chúa Giêsu, tuân lời của Ngài, tuân lời của Đức Chúa Cha, ra đi để truyền giảng. Mặc dù bị bắt bớ, mặc dù người ta không tin, nhưng mà Ngài vẫn đi ra đi truyền giảng. Thì xin Chúa cho giúp chúng con có một tấm lòng mạnh mẽ cũng ra đi và truyền giảng như vậy nữa, để cho nhiều người cũng có thể nghe lời của Chúa và biết tin Chúa trong tương lai. Và con cũng cầu nguyện cho những người dân Do Thái, là những người mà Chúa đã đến, Chúa đã đổ huyết cho họ, là những người mà Chúa đã tỏ mình cho những người dân Do Thái, để rằng sẽ có những người truyền đạo đến nước Do Thái và chia sẻ cho những người dân Do Thái nữa, để cho họ tin Chúa, họ trở về với nguồn cội. Cảm ơn Chúa rất nhiều về tình yêu thương của Ngài, và xin Chúa dẫn dắt chị Hân và Sam trong công việc học và hầu việc Chúa. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Okay. Good night.